Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình lại lên tiếp cho anh em một cặp loa bút sale đến từ hãng Onkyo nha anh em. Một dòng loa, một hãng loa rất là nổi tiếng. Đây là một cặp loa đến từ hãng Onkyo nha anh em. Anh em vừa nghe một đoạn nhạc bolero rất là hay nha anh em. Những dòng Onkyo tiếng nó rất là chi tiết, rất là hay và ngọt ngào, đặc biệt rất là ấm nha anh em. Ngồi giống như là kế bên ca sĩ đang hát vậy đó. Hôm nay mình về được một cặp. Nó mặt tiền thì nhìn rất là đẹp nhưng mà mặt lưng nó không được đẹp cho lắm nha anh em. Nói chung góc cạnh vẫn còn vuông vức. Nhưng mà mặt lưng nó đã bị rợp, rợp gỗ và bị dập cạnh như vậy nè, nhưng mà thùng vẫn còn nguyên tất cả nha anh em, rất là cứng cáp, rất chất lượng đó. Thiệt là uổng luôn nó về bị như vậy, thì bây giờ mình phải bán giá theo như vậy nha anh em. Cặp loa này có model là SS7A nha anh em, công suất 70W, một thùng trở kháng 6 ôm, dòng này được sản xuất tại Trung Quốc nha anh em. Số series là 784. Bên này cũng 784. Đó, dòng này thì xài chạm loa kẹp đỏ đen. Nói chung những dòng Onkyo đều là cao cấp hết nên hãng đã trang bị là kẹp loa hết nha em, chạm loa hết nha anh em. Và về nó bị dập, không hay là cái cạnh nó vuông như vậy nè anh em. Đó, về nó bị dập vậy thôi. Nhưng mà nó không có bị gì nha anh em, ảnh hưởng đến chất âm nha anh em. Nó chỉ xấu mặt đích thôi, nếu anh em không có quan trọng ngoại hình thì mình có thể mua cặp loa này về mình nghe nhạc. Do bị như vậy nên mình bán cặp loa này là 700.000 đồng nha anh em. Anh em có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại mình 0938 782092. Mình ship toàn quốc. Anh em ship code thì vui lòng cọc trước cho mình, anh em cọc thì mình mới gỡ hàng. Số điện thoại mình để trên góc trái màn hình nha anh em. Anh em có thể kết bạn Zalo để trao đổi chi tiết hơn về cặp loa. Nói chung góc cạnh xung quanh thì nó vẫn ok. Nó chỉ có phần nó bị rợp vậy thôi và bị dập một số cạnh. Nói chung không ảnh hưởng chất âm nha anh em. Đó, màu vân gỗ rất là đẹp luôn, vân gỗ đỏ đỏ và vẫn còn y căng đầy đủ nha anh em. Đây, y căng màu xám chuột đậm luôn. Và bên đây nó bị rách, rách một số chỗ ở dưới đáy. Có logo Onkyo được mã rơm rất là đẹp. Bên đây thì vẫn đẹp, còn đẹp. Có bên đây thì hơi xấu một chút nhưng mà vẫn còn đủ lưới nha anh em. Và mình xin báo giá lại là mình bán cặp loa này do về nó bị xấu mặt lưng nên mình bán cho anh em chơi 700.000 đồng nha anh em. Anh em có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại mình 0938 782 092. Mình để số điện thoại trên góc trái màn hình, anh em có thể kết bạn Zalo để trao đổi chi tiết hơn về cặp loa trước khi quyết định mua nha anh em. Và bây giờ mình sẽ đo lo bass, lo treble nó như thế nào nha anh em. Dòng này mình ghép âm ly nhỏ nhỏ mini. Nói chung cái cặp này cũng sức vậy là cũng cao rồi. Nếu mini mình phải kiếm cặp cầm nó cọ quách nó tốt tốt chút xíu. Tương xứng với cặp lo thì ra chất âm nó mới căng nó hay nha anh em. Nhiều khi nhỏ quá, mini nhỏ quá thì nó đánh không hết lo này đâu. Cặp lo này là Sonco, này là bass 12 nha anh em. Bass 12. Đây, mình đo từ cái gân này này đây. Bass 12. Và một cái chép đơm 9 cm. Những dòng chép đơm thì mình không có sợ bị mớp mũi nha anh em. Đó, mình ấn là tự động từ từ nó bung ra nha anh em. Đó. Thằng này nó bung chậm lắm, mình phải ấn ấn phụ là nó thẳng ra thôi. Đó. Những dòng Onkyo đặc trưng là họ sử dụng chép đơm nha anh em.
và một cái bát. Cái màn này giống như nó vừa giữa vải với một cái kiểu cái một cái màn tổng hợp gì đó, nó có nhiều nhiều cái kết hợp với nhau lắm, nó không phải là màn hẳn màn vải màn gì, nói chung là một cái màn tổng hợp đặc biệt của hãng người ta. Nó nhìn phía trước nó như vải nhưng mà thực chất nó không vải nha anh em, nó cũng sần sần như vải thôi, mình cho nó là vải đi. Và một cái mũi cũng mũi vải nha anh em, và đặc biệt là gân cao su rất là dày nha, gân cao su zin nha anh em. Đây là một cái ống thông hơ ô đen này đấy, SX7A nha anh em, SX7A màu vân gỗ đỏ đỏ rất là đẹp. Dòng này mình chơi hết bolero là hết bài, quên lối về nha anh em. Anh em nào đang muốn tìm một cặp loa âm thanh nghe hay giá mềm thì không thể bỏ qua em này nha anh em. Cao 26,5, 26,5 rộng 16, 26,5 rộng 16 nha anh em. Và sau nếu gắn dây căng luôn là 24, nếu gắn lưới là 24, cao 26,5 rộng 16 nha anh em. Hồi nãy mình mới vô đầu video mình đã test một đoạn bolero, anh em nghe chất âm rất là phê nha. Và bây giờ mình sẽ thử thêm một đoạn ngắn nữa cho anh em nghe kỹ là chất âm nha. Nếu cặp loa này còn đẹp tất cả dung dứt thì giá cặp loa này cũng phải 950 nha anh em, 950, nếu mà xuất sắc nữa là có thể 1 triệu luôn nha anh em. Nhưng mà mình nay là do nó bị rợp và có dấu hiệu cũng nở nở một số gốc nhẹ nhẹ thì thôi, mình bán 700.000 đồng cho anh em chơi. Nói chung anh em không quan trọng ngoại hình thì nó là ok rồi, nó chỉ mặt lưng thôi đó, mặt tiền rất là còn đẹp lung linh nha anh em. Rồi anh em chờ mình một chút xíu mình sẽ mở nhạc nha. Chuyện xưa chốn vui theo bóng thời gian, mà nay lòng người thay đổi mặc đèn nhấc thêm buồn. Nhiều lần chợt nghe sao thấy lòng nhiều nhớ thương, kỷ niệm ngày xưa chưa phai mờ trong tim đầu. Từng đêm nghe cô đơn đốt tâm thay âu yếm như đôi tình nhân, cười cười như cô gái thơ ngày vui tin xuân, chúng mình thân quá thân. Vòng cha nghĩ chân nghe thái thanh ca biệt ly, anh ngước nhìn thôi qua khói bản nhạc bolero một đoạn ngắn ngắn rất là hay. Cặp này mình chơi bolero là hết bài nha anh em, thì cặp loa thể hiện ba dãy rất là ok, tiếng bass rất là lực và chắc nữa nha anh em, tiếng chép thì tí tách nghe rất là phê, đặc biệt là cái phần trung âm của những dòng encore rất là hay, rất là ngọt và ấm lắm. Rồi mình xin báo giá lại là mình bán cặp loa này là 700.000 đồng. Anh em có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại mình 0938 782 092. Anh em ở xa ship code thì vui lòng cọc trước cho mình, anh em cọc thì mình mới gỡ hàng nha. Số điện thoại mình để trên góc trái màn hình, anh em có thể kết bạn Zalo để trao đổi chi tiết hơn về cặp loa. Rồi một lần nữa mình xin chào tất cả anh em, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip của mình. Xin hẹn anh em một clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh trông thương.